Mỗi ngày của bạn trôi qua như thế nào? Sáng vác ba lô đi làm, tối lại vác ba lô về, rất nhàm chán phải không? Bạn chẳng tìm thấy niềm vui công việc, bạn không có hứng thú với nó, bạn chỉ làm như một cái máy được lập trình sẵn. Ôi chao, giá như người ta có thể được làm một công việc mình yêu thích thì cả cuộc đời sẽ chẳng có ngày nào mang tên ngày làm việc cả. Thay vào đó, mỗi ngày đi làm đều là một ngày vui. Khi người ta tìm được niềm đam mê trong công việc của mình, thì người ta sẽ yêu nó nhiều hơn, cả cô người yêu nóng bỏng nhất. Chẳng phải ví von đâu xa, hãy xem anh chàng bán mì sợi dưới đây, bạn sẽ hiểu được thế nào là tình yêu với công việc. Trong khi gỡ mì từ máy để cho vào nồi luộc, anh chàng bán mì vui tính này không làm theo cách thông thường như vẫn được dạy, mà anh ta đã hóa thân thành một tiên nữ, nhảy múa trên nền nhạc trữ tình. Sợi mì dẻo dai trở thành dải lụa giúp anh ta hoàn thành màn biểu diễn một cách xuất sắc. Những động tác lên xuống nhịp nhàng cùng biểu cảm gương mặt hài hước khiến những khách hàng đứng xem không thể nhịn cười. Đây quả thực là một chiêu PR marketing cho quán mì hiệu quả mà chẳng tốn xu nào. Điệu múa mì sợi này của anh chàng người Trung Quốc này đã nhận được 19.000 lượt thích, hơn 12.000 lượt chia sẻ và 7.000 bình luận chỉ sau một ngày đoạn clip được đăng tải. Tuy chỉ dài 10 giây, nhưng vẻ yêu đời, yêu công việc của anh chàng mì sợi đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Tôi rất muốn được sống vui vẻ và hạnh phúc như anh chàng này, một cư dân mạng suýt xoa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!